Kiều Châu xin kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV và Đài Việt Face TV. Thưa quý vị, mục đích của buổi talk show ngày hôm nay là để giải thích cho những câu hỏi quý khán thính giả là với cái chương trình sử dụng điện thoại di động của công ty V247 với mức chi phí hàng tháng là 30, 40 và 60 Mỹ Kim. Và tuy nhiên câu hỏi quý vị là còn mức giá nào thấp hơn nữa hay không? Và ngày hôm nay thì Kiều Châu có hiện diện trong buổi hậu trường của ngày hôm nay là anh Trí Ngô, đại diện cho công ty V247 đến để giải thích và nói rõ hơn cho chúng ta về chương trình mới của công ty V247. Xin chào anh Trí Ngô. Xin chào Kiều Trâm và xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem hệ thống đài truyền hình Việt TV. Dạ thưa anh Trí, như Kiều Trâm đã nói trước, tức là ngày hôm nay anh Trí đến để nói thêm cho quý khán giả là chương trình mới của công ty V247, vậy đó là chương trình gì thưa anh Trí? Đúng rồi Kiều Trâm, tức là có một chương trình rất là mới, tức là quý nói ra là giống như có thể là quý vị không tin luôn á. Dạ. Là tức là chỉ có 10 đồng mà sử dụng trong 3 tháng. 10 đồng trong 3 tháng, coi tức như là chỉ là mỗi tháng gần như là chưa tới 4 đồng chưa tới tháng. 4 Mỹ Kim trong một tháng. Vậy là cái chương trình này nó nghe nó có vẻ hấp dẫn quá, vì thưa quý vị, chương trình sử dụng điện thoại di động mà chỉ với chưa tới 4 Mỹ Kim trong một tháng. Vậy thì anh có thể nói rõ hơn không anh Trí? Vâng, đúng rồi Kiều Trâm. Tức là thưa quý vị, cái chương trình này á, là cũng giống như là hồi xưa giờ quý vị sử dụng dịch vụ điện thoại di động của V247. Tức là 10 đồng mà mình có thể sử dụng trong 3 tháng, có nghĩa là 90 ngày. Thì cái chương trình này quý vị có thể gọi cũng được, nhắn tin cũng được, rồi nhắn tin bằng hình ảnh cũng được, tức là MMS đó, hoặc là gọi quốc tế cũng được trong 53 quốc gia, và sử dụng data, tức là internet cũng được luôn. Tất cả những cái đó mà mình chỉ có là 10 đồng trong vòng 3 tháng. 10 đồng trong vòng 3 tháng thưa quý vị, là chương trình gói cước này bao gồm là gửi hình ảnh, gọi điện đi quốc tế và nhận được các tin nhắn thông thường. Rất là hấp dẫn. Vậy thì có giới hạn nào cho cái gói cước này không, khi mà nó quá rẻ như vậy anh Trí? Thì nó cũng đơn giản vậy thôi, tức là nó rẻ. Dạ. Mà cái giới hạn á, là tức là thí dụ như 10 đồng thì mình sử dụng được trong 3 tháng. Dạ. Mà giả sử như mình không mình mua xong rồi mình không sử dụng trong 3 tháng luôn, thì hết cái 3 tháng đó thì tự động nó hết, nghĩa là ngay cả mình không sử dụng nó cũng hết luôn. Thì nhưng mà V247 cũng tính tới yếu tố là nó gọi là rollover, có nghĩa là giả sử quý vị mua cái này là 10 đồng đi, rồi quý vị mới xài có 2 đồng thôi, thì gần tới thời hạn 3 tháng còn 8 đồng thì quý vị vẫn có thể nạp tiền vô tiếp là 10 đồng nữa, thì nó extend cái thời gian ra, thì quý vị sẽ có được là 10 đồng nạp mới và 8 đồng nạp cũ, thì nó rollover tiếp. Như vậy thì vẫn không có bị thiệt thòi gì, nó chỉ có chút xíu là nếu mà mình không xài thì 3 tháng nó hết. Dạ. Nhưng mà với cái 10 đồng thì nếu mình rollover thì mình vẫn xài tiếp. Dạ, là cái giới hạn đầu tiên của gói cước này, tức là nếu chúng ta không sử dụng thì nó sẽ ngừng hoạt động. Dạ vâng, vậy thì còn giới hạn nào nữa không anh Trí cho cái gói cước này? Còn một cái nữa là có nghĩa là khi mà mình gọi hay mình nghe thì nó cũng sẽ tính tiền. Mình gọi hay mình nghe nó cũng sẽ tính tiền. Thì thưa quý vị, có nghĩa là quý vị gọi hay là nhắn tin gì đó thì nó sẽ tính là 5 cent trên một phút. Có nghĩa là mình gọi cũng được mà nhắn tin cũng được. Thì về cơ bản á, 10 đồng thì mình sẽ có là 200 phút hoặc là 200 tin nhắn. Thì cứ theo cái tỷ lệ đó, là giả sử mình sử dụng mà gọi không thì sẽ là 200 phút, mà nhắn tin không thì sẽ là 200 tin nhắn. Mà nếu mình combine thì cũng được, có nghĩa là đơn vị nó sẽ tính là phút hoặc là tin nhắn, miễn cộng lại hết 200 thì sẽ hết cái 10 đồng đó. Và một điều khá là quan trọng, không những dành cho những người trẻ sử dụng điện thoại mà ngay cả người lớn tuổi, là hiện tại thì bây giờ cái chi phí cho internet và cái tin nhắn gửi hình ảnh, thì trong cái gói cước này cái mức giá là bao nhiêu anh Trí, cho mỗi tin nhắn, hình ảnh và internet? Cái gói này thì cũng có luôn, tức là nó sẽ là 10 cent thưa quý vị, tức là 10 cent trên 1 megabyte để mà upload hoặc là download. Rồi còn tin nhắn, hình ảnh cũng tương tự như vậy, tức là 10 cent. Thì như vậy á, mình sẽ rất dễ dàng để mà nhớ, tức là mình chỉ cần nhớ là tin nhắn thông thường với là gọi á, là 5 cent. Còn liên quan tới hình ảnh, ví dụ như là internet data á, với là cái tin nhắn và cái data đó thì là 10 cent. Rồi ngay cả mình gọi cho quốc tế mà trong 53 nước mà selected, ví dụ như là Australia hoặc là mấy nước Âu Châu đó, thì cũng là 5 cent. Có nghĩa là cứ chỉ cần nhớ là gọi và nhắn tin là 5 cent, mà
liên quan tới hình ảnh là 10 sen, rất là dễ nhớ. Đó. Dạ vâng, tức là tin nhắn bình thường và gọi đi quốc tế hay gọi trong nước đều là 5 sen, nhưng mà chỉ riêng với là tin nhắn hình ảnh thì là 10 sen. Đúng rồi. Vẫn là mức giá rất thích hợp cho những ai mà quý đồng hương của chúng ta muốn tiết kiệm. Thưa Kiều Trâm cũng như tất cả quý vị khán giả, tức là cái gói cước này nó rất phù hợp cho những người, thí dụ như giả sử đơn giản như nhà Trí này, có cô chẳng hạn, thì cô không có cái nhu cầu mà gọi quốc tế hoặc là gọi trong nước nhiều. Thì thí dụ cũng không cần tới Unlimited, thì cái gói này rất là phù hợp, tức là khi cần thì gọi hoặc là dùng giống như một cái second phone, một cái phone thứ hai dùng để liên lạc, hoặc là mấy đứa cháu á, nó đi học thì thí dụ nếu mà trước đây á, là trả cái dạng mà postpaid đó thì nó xài internet hay gì đó rất là nhiều, thì thành ra bị trả cái tiền mà over rất là nhiều tiền, thì cái gói mà 10 đồng này á, rất là tiện, tức là mình bỏ 10 đồng vô thì nó biết được rồi, nó được quyền xài bao nhiêu internet, nó được quyền xài bao nhiêu tin nhắn đó thôi, thì tự động mình cũng rèn luyện cho nó một cái ý thức là nó biết tiết kiệm như thế nào, thì rất là phù hợp cho những cái người đó, cũng như có những người mà chỉ cần cái phone là cái second phone thôi chẳng hạn, như vậy rất là tiện. Dạ vâng, vậy là cái mục đích của chương trình này không những là để tiết kiệm cho quý khách hàng mà còn là giúp để cho chúng ta nói chung là rèn luyện được cho những người trẻ biết sử dụng cái mức nào là giới hạn nhất, phải không anh Trí? Đúng rồi. Dạ vâng, thưa quý vị, với những giây phút vừa rồi là trò chuyện với anh Trí thì chúng ta chắc hẳn cũng đã hiểu rõ hơn về chương trình mới của công ty VH47, đó là chỉ với mức giá là 10 Mỹ Kim cho 3 tháng sử dụng, tức là chưa tới 4 Mỹ Kim cho một tháng là chúng ta có thể sở hữu được một gói cước rất là phù hợp với cái mức độ mà chúng ta muốn dùng. Đó là với 5 sen chỉ cho tin nhắn và gọi đi trong nước và cả rừng nước quốc tế thưa quý vị, và với 10 sen với tin nhắn hình ảnh. Trước đây V247 hay có những cái quảng cáo nó đi chung với cái iPhone, thì đôi khi quý vị hỏi là có phải là cái sim V247 nó phải đi với cái iPhone hay dạ, không? Vâng, đúng rồi. Thì thật ra là không nhất thiết, tức là để cho quý vị biết được rằng là cái phone của V2, cái sim V247 đó nó luôn luôn đi kịp cái công nghệ, có nghĩa là iPhone ra iPhone 4, iPhone 5S gì là V247 đều có cái sim để mà tương thích hết, để mà work hết, hoặc là những cái phone như Samsung hoặc là tất cả những cái phone khác thì nó đều work hết. Cái đơn giản nhất, thí dụ như là chỉ nói đơn giản như là chỉ có mang cái phone cho mọi người thấy nè, có nghĩa là cái phone thông thường nhất là giả sử như cái phone Samsung này thôi, cái phone gốc này nè, thì Kiều Trâm biết rồi, nó rất là đơn giản, vẫn work được. Và cái sim á, thì thí dụ như mình có cái sim standard là cái sim mọi người thấy nó là cái chuẩn hồi xưa giờ này, rồi hoặc là cái phone dành cho iPhone 4 chẳng hạn thì nó là micro sim, rồi cái nano sim thì nó nhỏ vậy, thì có nghĩa là mọi người khi mà order của V247 á, hoặc là liên lạc đại lý thì rất là tiện, lấy cái phone này bỏ cái sim bỏ vô cái phone là xong, rất là tiện đó. Hoặc là cái việc mà chuyển số điện thoại, tức là người ta muốn giữ cái số điện thoại không cần phải lấy số mới gì đó chẳng hạn cũng được, rất là tiện, rất là đơn giản. Vậy là với gói cước này chúng ta vẫn giữ được cái số phone cũ của chúng ta, phải không anh Trí? Đúng rồi. Rất cảm ơn anh Trí đến ngày hôm nay để giải thích rõ hơn chúng ta những chức năng mới của công ty V247. Và Kiều Trâm xin rất cảm ơn anh Trí một lần nữa và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn chương trình mới của công ty V247 và liên lạc với những nhân viên để có những gói cước rất hấp dẫn này. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn Kiều Trâm cũng như hệ thống đài truyền hình VTV. Thì cũng nhân đây thì cũng quý vị lưu ý là V247 có cái số điện thoại để cho quý vị gọi mà liên quan tới V247 Mobile, tức là di động V247, là cái số 1-855-855-8247. Quý vị có thể gọi số này bất kỳ lúc nào để có thể có các nhân viên tư vấn và hỗ trợ thêm cho quý vị, đặc biệt là có những cái gói cước rất hấp dẫn và phù hợp cho người Việt chúng ta. Vâng, xin cảm ơn. Xin trân trọng kính chào quý vị.